Sau đây là phần cuối cùng của bản tin thế giới. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ giảm trong ngày thứ ba 19 tháng 11 khi chỉ số Dow Jones và S&P 500 không thể cầm cự nổi mốc kỷ lục trước đó do cổ phiếu Best Buy giảm. Kết phiên giao dịch ngày 19 tháng 11, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,06%, S&P 500 giảm 0,2% và Nasdaq giảm 0,44%. Những dự đoán không mấy lạc quan của Best Buy và Campbell Soco đã cho nhà đầu tư một lý do để bán đi một số cổ phiếu. Cổ phiếu Best Buy đã giảm 11% xuống mức 38,78 USD một cổ phiếu, trong khi Campbell Soup giảm 6,2% xuống còn 39,21 USD một cổ phiếu. Cũng trong hôm thứ Ba, JP Morgan đã thừa nhận thường xuyên nói quá về chất lượng của các tài sản thế chấp bán cho nhà đầu tư và đồng ý trả một số tiền bồi thường kỷ lục là 13 tỷ đô la Mỹ. Vụ dàn xếp này có thể chấm dứt những căng thẳng giữa JP Morgan, ngân hàng lớn nhất tại Mỹ và chính phủ nước này. Chính phủ Mỹ đang chịu một áp lực phải điều tra những vi phạm của các ngân hàng đã gây ra tình trạng khủng hoảng nhà đất. Đối với JP Morgan, thương vụ này có thể giải quyết một số vấn đề, nhưng còn 9 lời cáo buộc khác thì vẫn còn đó. Ngân hàng này bị tình nghi thao túng lãi suất LIBOR và vấn đề thuê mướn lao động tại Trung Quốc. JP Morgan cho biết, tháng trước ngân hàng này đã phải dành ra 23 tỷ đô la Mỹ để đóng phạt và dàn xếp các cáo buộc. Dù vậy, cổ phiếu ngân hàng này vẫn tăng 0,9% lên 56,22 đô la Mỹ. Phần lớn các thị trường tại châu Á xuống thấp vào hôm thứ Năm sau khi sự lạc quan tại phố Wall trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Ben Bernanke nhanh chóng dập tắt bởi sự xuống dốc của nhiều cổ phiếu lớn. Kết phiên giao dịch ngày 20 tháng 11, các chỉ số chính của chứng khoán châu Á giao dịch không cùng xu hướng. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,33%, RSI của Hồng Kông tăng 0,18%, ADX 200 của Úc giảm 0,85%, Shanghai của Thượng Hải tăng 0,62% và KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,71%. Chỉ số chứng khoán Nhật Bản đã không thể giữ được mức tăng đầu phiên cho dù tiền tệ của nước này yếu đi và số liệu thương mại tốt hơn dự đoán trong tháng 10. Cổ phiếu tài chính bao gồm cổ phiếu của các công ty bảo hiểm và các ngân hàng giảm khi nhà đầu tư muốn chốt lời. Cổ phiếu Tokyo Marine Holdings, T&D Holdings và Mizuho đều giảm trên 1%. Cổ phiếu Sharp tăng 7,5% khi có tin hãng này có thể sẽ nhận được hợp đồng sản xuất thiết bị có thương hiệu HP. Trong khi đó, Ngân hàng Nhật Bản đã bắt đầu cuộc họp chính sách 2 ngày hôm nay mà không đưa ra thay đổi gì nhiều. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải đóng cửa ở mức cao nhất trong vòng 1 tháng sau khi dao động với biên độ mạnh trong suốt một phiên giao dịch. Những động thái của tiền tệ được đặc biệt chú ý sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố kế hoạch giúp đồng nhân dân tệ được giao dịch dễ dàng hơn trên thị trường. Điều đó có nghĩa là đồng tiền này sẽ có sức mạnh lớn hơn. Đồng nhân dân tệ đã được giao dịch ở tỷ giá ổn định 6,0918 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Chứng khoán Hàn Quốc đã đánh mất mốc cao kỷ lục trước đó khi nhà đầu tư chốt lời đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn. Cổ phiếu Samsung giảm 1,3%, Hyundai và Kia Motor giảm lần lượt 1,6%. Thị trường Úc đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng 1 tháng, kéo dài chu giảm điểm 3 phiên liên tiếp do những yếu kém của cổ phiếu tài chính và khai mỏ. Thưa quý vị, Bộ trưởng Thương mại Argentina Guillermo Moreno, cánh tay phải của Tổng thống Cristina Fernandez, vừa đệ đơn từ chức ngày 19 tháng 11. Ông Moreno được biết tới qua các chính sách cứng rắn của mình với các công ty nước ngoài, đặc biệt là khối thương mại. Ông đã dẫn dắt cuộc thanh tra của chính phủ đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân. Những người cho rằng lạm phát của Argentina ít nhất cũng gấp đôi so với chỉ số chính thức. Quyết định từ chức của ông có hiệu lực từ ngày 2 tháng 12 giữa giai đoạn kinh tế khó khăn. Chỉ số lạm phát ước tính vào khoảng 25% và đồng peso giảm đến 65%. Việc từ chức của ông Moreno xảy ra ngay khi Tổng thống Fernandez trở lại làm việc sau một cuộc phẫu thuật dài ngày để loại bỏ máu trong não. Bà Cristina Fernandez ngay khi trở lại chính trường đã tuyên bố thăng chức cho nhà kinh tế Arsen Kisilov lên chức Bộ trưởng Kinh tế, thay thế Giám đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Nông nghiệp, khiến các chuyên gia cho rằng bà sẽ duy trì mô hình kinh tế theo cánh tả. Hầu hết những người quan sát kỳ vọng rằng chính phủ của bà Fernandez tiếp tục duy trì các biện pháp phát triển kinh tế khi các nhà đầu tư nước ngoài đang bỏ rơi Argentina. Thời gian qua, bà đã tăng cường chi tiêu công để làm hài lòng cử tri trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ, khiến cho giá cả tăng và quỹ dự trữ vơi đi nhanh chóng. Thưa quý vị, tướng quân đội Fernando Silva vừa tiếp nhận vai trò chủ tịch mới của Ủy ban Olympic Brazil APO, tổ chức Thế vận hội Olympic 2016 diễn ra tại Rio de Janeiro. Ông Azevedo được Tổng thống Dilma Rousseff đề cử vào vị trí này, đã từng lãnh đạo tổ chức Game Quân sự Thế giới tại Rio năm 2014. Ông cũng là đồng điều phối phái đoàn của Brazil gồm 51 vận động viên tại Thế vận hội London năm 2012, mang về 12 huy chương vàng môn judo. Bộ trưởng Thể thao Brazil Aldo Rebelo cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào vị lãnh đạo mới này.
Chúng tôi tin tưởng rằng ông ấy sẽ lãnh đạo ABO để chuẩn bị cho thách thức lớn là Thế vận hội Olympic 2016. Ông Azevedo thay thế cựu chủ tịch Marcelo Fortes. Cho đến nay, kế hoạch chuẩn bị chưa đi đúng tiến độ, nhưng ông cho biết là sẽ tuân theo luật pháp và ngân sách để đưa Thế vận hội đến thành công. Tôi sẽ tuân theo hệ thống pháp lý trong mối tương quan với ngân sách. Hệ thống pháp lý và nguồn lực là hai yếu tố quan trọng nhất. Tiến trình chuẩn bị cho Thế vận hội 2016 khá chậm chạp, khiến Ủy ban Quốc tế Olympic lo lắng. Các dự án hạ tầng chậm triển khai và một số vận động viên có thể phải ở bên ngoài ngôi làng Điền Kinh bởi nơi ở quá xa so với nơi diễn ra thi đấu. An ninh cũng là một nỗi lo khác đối với các nhà tổ chức. Khi ngày càng nhiều người dân Indonesia mệt mỏi với những con đường kém chất lượng ở các thành phố, thì một nhóm những người ủng hộ xe đạp đang thực hiện một công việc kinh doanh sản xuất xe đạp bằng khung tre. Gingin Gunawan, một người yêu xe đạp ở Bandung, thủ phủ của tỉnh Tây Java, đã nhìn ra cơ hội vàng qua việc sử dụng tre để làm xe đạp ngay từ năm 2007 cùng với một số người bạn. Ở Indonesia có rất nhiều tre và mọi người cần có ý thức về một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Đó là ý tưởng để tôi thực hiện dự án này. Hài hòa, thái độ, thống nhất, trách nhiệm là những cái tên mà Gingin chọn cho những chiếc xe đạp của mình. Nhóm đã tiếp thị những chiếc xe đạp tre cho khách nước ngoài. Xe đạp tre thân thiện với môi trường hơn xe đạp thường và bạn cũng trở nên nổi bật. Tôi rất thích những điều này. Gingin và những chiếc xe đạp của mình đã được chính phủ Indonesia ghi nhận về sự đóng góp cho việc bảo vệ môi trường. Và anh hy vọng ngành kinh doanh xe đạp xanh này sẽ cất cánh. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin FBNC tối nay. Quang Vinh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.